Bộ phim rất là hiện đại và có phi công trẻ là Xuân Tiền và là đồng nghiệp của Trang nữa, cho nên là Trang cảm thấy rất là phấn khích. Bộ phim này mang tính chất hiện đại nhưng mà không kém phần dí dỏm và có động lại một điều gì đó mang tính chất rất là nhân văn và sẽ không gây phản cảm cho tất cả mọi người. Các bạn hãy ra rạp và đón xem Gái Già Lắm Chiêu 2 nhé.